Thực hư việc võ sư Vịnh Xuân đấu đại cao thủ trước khi gặp Nam Hình Đạo. Võ sư Pierre Francois đã chính thức lên tiếng về màn tỉ thí với cao thủ boxing Silveira Luiz trước khi về Việt Nam. Cách đây ít ngày, một tờ báo tại Việt Nam có đăng tải thông tin rằng Pierre Francois Flores đã học thêm môn quyền Anh bằng việc thượng đài với võ sĩ Silveira Luiz nhằm chuẩn bị cho chuyến về Việt Nam gặp trưởng môn Nam Hình Đạo Huỳnh Tuấn Kiệt và sau đó là giao đấu với ba vị võ sư ở Hà Nội. Tuy nhiên, võ sĩ 41 tuổi người Canada đã lên tiếng bác bỏ thông tin này. Theo một nguồn tin từ báo chí Việt Nam, tôi đã học thêm môn quyền Anh với võ sĩ Silveira Luiz. Thông tin sai lệch này làm tổn hại đến uy danh môn phái chúng tôi, do đó tôi cần phải xác minh như sau. Thứ nhất, Silveira Luiz là võ sĩ vô địch quyền Anh hạng bán nặng năm 2014 của Canada. Thứ hai, anh ta đến võ đường chúng tôi để thách đấu vì xung đột với một huấn luyện viên cao cấp của Vịnh Xuân Nam Anh Kung Fu. Cũng may vụ việc đã được giải quyết êm đẹp và hôm sau tôi có đến phòng tập của anh ta nhằm giao lưu kỹ thuật một cách thân thiện và không hề có việc tôi đến Silveira để học boxing. Một lần nữa, tôi xác nhận mục đích là đến Việt Nam của tôi lần này nhằm chứng minh võ thuật thực sự là một môn khoa học, chứ không phải là trò ảo thuật hay phép thần thông màu nhiệm. Sau khi lên tiếng về màn so găng với nhà vô địch quyền Anh Silveira Luiz, Pierre Francois Flores đã gián tiếp công kích sự hư cấu của trưởng môn phái Nam Hình Đạo. Tôi kêu gọi các bạn trẻ luôn sáng suốt vận dụng tính thực tế và thực dụng trong tập luyện. Tôi không tin việc một người bình thường có thể truyền điện giật một người khác. Tôi cũng đi khắp thế giới để thách đấu các bậc chân sư, riêng những kẻ chuyên mê hoặc môn sinh dàn dựng lừa đảo, gian lận và dối trá mới không được tôi tôn trọng. Thông tin gần đây nhất là tôi đã nhận được nhiều lời thách đấu và tôi luôn cho rằng mình rất may mắn và mong sớm có cơ hội giao thủ cùng các võ sư hữu danh tại Hà Nội. Như vậy, theo lời giải thích từ Pierre Francois Flores, thì chuyện giao lưu với nhà vô địch quyền Anh Silveira Luiz là có thật, nhưng đây chỉ là một cuộc gặp gỡ thân thiện chứ không phải là một trận thượng đài. Về những khúc mắc liên quan tới trưởng môn Nam Hình Đạo, mặc dù những ngày gần đây võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt tiếp tục chọn giải pháp im lặng, tuy nhiên khả năng cao thủ Flores vẫn sẽ tìm gặp ông trong lần trở về Việt Nam, bất luận việc có tỉ thí hay không. Pierre Francois Flores cũng chia sẻ rằng thời gian này ông cần phải hoàn tất mọi thủ tục cho lần trở về Việt Nam, nên ông tạm thời sẽ bế quan và không chia sẻ thông tin trên mạng xã hội cũng như với giới truyền thông. Đòi đấu trưởng môn Nam Hình Đạo, võ sư Vịnh Xuân quá khích. Võ sư Vịnh Xuân sắp sang Việt Nam giao lưu võ thuật, nhưng nhiều khả năng ông sẽ không có dịp so tài cùng với trưởng môn Nam Hình Đạo. Võ sư Pierre Francois Flores, từ một người chưa có tên tuổi trong làng võ thuật, bỗng chốc trở nên nổi tiếng sau khi thách đấu võ sĩ từ Hiểu Đông Trung Quốc và trưởng môn Nam Hình Đạo Việt Nam. Tài năng của Pierre đến đâu chưa ai rõ, song vị võ sư 41 tuổi người Canada đang là một ngôi sao có sức hút cực lớn với người hâm mộ và giới truyền thông. Đầu tiên, Pierre thách đấu với Từ Hiểu Đông trên trang Facebook mà ở Trung Quốc người ta chỉ dùng Weibo, nên lời thách đấu này chẳng biết võ sĩ họ Từ có biết hay không, chứ chưa nói tới chuyện nhận lời thi đấu. Sau khi vụ thách đấu Từ Hiểu Đông lắng xuống, võ sư 41 tuổi người Canada có xem một vài clip biểu diễn của trưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt phái Nam Hình Đạo Việt Nam. Ông cho rằng những chiêu thức theo kiểu nhân điện là không có thật và thách đấu với võ sư Việt Nam. Tuy nhiên, trải qua ít nhất 2 lần thách đấu không được hồi âm, cuối cùng trưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt bắt Pierre phải xin lỗi học trò và môn phái Nam Hình Đạo rồi mới tỉ thí. Pierre không chấp nhận điều này, nhiều người cho rằng uy dũng của Pierre đã khiến trưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt sợ sệt, song nguyên nhân sâu xa thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu hết. Mục đích thách đấu của Pierre rất rõ ràng, muốn làm trong sạch nền võ học. Điều này thực sự đáng chú ý, nhưng hãy bỏ qua nhận định đúng sai về những clip võ thuật mà trưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt đưa ra trên mạng xã hội. Đằng sau ấy, võ sư Huỳnh Tuấn Kiệt vẫn là một trưởng môn, người có uy quyền và có tiếng nói số 1 của Nam Hình Đạo. Việt Nam thường có truyền thống tôn sư trọng đạo, nên Pierre với tư cách là một môn đệ của Vịnh Xuân Nam Anh lại vượt cấp thi đấu với trưởng môn một môn phái e rằng hơi hỗn hào. Và lại trong thời gian hai bên có những trao đổi thông qua mạng xã hội, đã có những tranh luận đẩy vấn đề nên thành tranh cãi gay gắt. Điều đó đi ngược lại những giá trị võ học đã xây dựng từ hàng nghìn năm. Ở một vị thế của một môn đệ, trước những động thái có phần được cho là nghi binh của trưởng môn Nam Hình Đạo, võ sư Vịnh Xuân Pierre không ngần ngại buông những lời lẽ khó nghe để đáp trả. Chưa biết ai đúng ai sai, nhưng võ sư 41 tuổi người Canada cũng làm người khác cảm thấy khó chịu,
với cách hành xử của ông với trưởng môn phái Nam Hình Đạo. Là một môn đệ, Pierre cần thách đấu với môn đệ của Nam Hình Đạo trước khi muốn thi đấu với trưởng môn sẽ phải phép hơn. Đó cũng có thể là một lý do trưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt muốn Pierre xin lỗi trước khi có một trận đấu ở Việt Nam. Võ sư Vịnh Xuân Canada sẽ về Việt Nam vào ngày 12 tháng 7 tới đây để giao lưu với một số võ sư các môn phái. Trong đó có một trận đấu với võ sư Karate Đoàn Bảo Châu đã được xác định vào ngày 20 tháng 7 tại Hà Nội. Sau những tranh cãi trên mạng xã hội với trưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt, không ai chắc chắn liệu võ sư Pierre có tới võ đường Nam Hình Đạo hay không. Tuy nhiên, để đến đó, ông sẽ phải xin lỗi theo lời trưởng môn Huỳnh Tuấn Kiệt.